Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Lễ meeting kỷ niệm 40 năm giải phóng Bình Thuận được tổ chức trọng thể tại tỉnh Bình Thuận trong tối ngày 19 tháng 4. Với điều kiện địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, Mộc Châu hướng tới mục tiêu xây dựng vùng chuyên canh rau sạch của miền Bắc, khu vực và thế giới. Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đóng góp xây dựng bia ghi công lao oanh liệt của các vị vua triều Trần tại đền Trần Thái Bình. Vào tối ngày 19 tháng 4, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận. Đầu tháng 4 năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã tận dụng thời cơ, liên tục tấn công, tạo điều kiện thuận lợi cho các quân đoàn chủ lực tiến vào giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận đúng vào ngày này 40 năm về trước, góp phần cùng với cả nước làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bình Thuận có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một người một năm. Nổi bật nhất là từ một tỉnh khô hạn, đến nay tỉnh đã chủ động được nguồn nước phục vụ cho đời sống sản xuất của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những thành tựu vượt bậc mà tỉnh Bình Thuận đạt được trong 40 năm qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới Bình Thuận cần tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, chế biến quặng titan gắn với phát triển dịch vụ và du lịch nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thưa quý vị, vào những ngày này chúng ta lại càng nhớ về những ngày cuối tháng 4 năm 1975 khi Hà Nội đón nhận những tin vui dồn dập với nhiều dự cảm rằng đất nước sẽ có thay đổi lớn. Từ trước Tết Nguyên đán, chiến thắng Phước Long đã báo hiệu cho những chiến thắng lớn hơn. Và thực tế là chỉ ngay sau đó không lâu, chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng Tây Nguyên, rồi đến Huế, Đà Nẵng đã định hình trong tâm thức người Hà Nội một thói quen háo hức dõi theo bước tiến của những đoàn quân. Những hình ảnh được chắt lọc từ kho tư liệu hình ảnh màu hơn 6.000 phút của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ đưa quý vị trở lại với thủ đô Hà Nội những ngày tháng 4 lịch sử cách đây 40 năm. Những ngã tư lớn ở Hà Nội, nơi có nhiều người qua lại, thường có những bảng thông tin chiến sự. Nhiều người dân trong thành phố có thói quen ngày nào cũng dừng lại ở đây một lúc để nắm bắt diễn biến của cuộc chiến đấu tại miền Nam. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, không khí ở những điểm thông tin chiến sự càng trở nên sôi nổi. Trên cái bản đồ đó thì những cái lá cờ mặt trận giải phóng được vẽ rất là đẹp, và cứ mỗi ngày lại thêm một cái lá cờ thì nhân dân rất là háo hức. Và tôi nhớ rằng ngày nào cũng vậy, đặc biệt là buổi sáng thì bên cạnh tiếng loa hoang hoang nói lên thì những bức vẽ và những bản tin được bà con rất đông ở nhà thông tin đăng tiền xem các cái mũi tên quân giải phóng tiến về. Và khu vực đó tôi lại biết là có nhiều đồng bào đồng chí miền Nam ra tập kết, cho nên người ta quan tâm nhiều lắm. Tôi đã nhìn thấy cả những cái cảnh những người giọt nước mắt dâng trào. Tôi nhìn cả cảnh những người đứng từ phía sau thì ngẩng cổ lên nhìn cho được, rồi hỏi cái người biết thì nói cho người không biết. Trong những ngày này, nhiều bài hát nổi tiếng sục sôi khí thế cách mạng và niềm tin chiến thắng đã vang lên trên đường phố Hà Nội. Hàng trăm sinh viên của các trường đại học đã lập nên một dàn hợp xướng khổng lồ. Những bài hát do họ trình bày được ghi hình và được phát đi phát lại trên truyền hình. Hát bằng nhiệt tình, hát bằng lòng hồ hởi, và lúc đó người ta cũng mấy ai để ý chất lượng hay thật đến đâu, người ta thấy cái tấm lòng và tất cả cùng vỗ tay trong ngày thống nhất đất nước mà thôi. Tôi đi là nhà trường thì mượn một cái áo com lê, cái bộ áo vest của chính người cha của mình, còn các thành viên trong dàn hợp xướng nhiều người là sinh viên thì có những người là không có cà vạt, phải làm cái cà vạt bằng bìa sơn lại cho thật đẹp, khi được quay phim trông vẫn như thật, nhưng tất cả đều rất vui vẻ vì đã có hình ảnh của mình đã đóng góp trong ngày vui của đất nước.
Trong suốt tháng 4 năm 1975 ấy, người dân Hà Nội sống trong một tâm trạng khó tả. Không ai biết chắc chắn rằng bao giờ chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng dường như tất cả mọi người đều có linh cảm rằng ngày chiến thắng đã đến rất gần. Tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự đáng chú ý khác. Tình hình thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất đang trở nên hết sức căng thẳng ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa. Theo dự báo, khô hạn ở các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến tháng 9 và mức độ thì sẽ trầm trọng hơn, đe dọa đến sinh kế và làm xáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây. Hiện tại, dung tích toàn bộ các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ chỉ còn từ 10 đến 30% lượng nước. Yêu cầu đặt ra lúc này là chuyển đổi cây trồng tiết giảm nước, thậm chí phải ngưng sản xuất lúa để ưu tiên nguồn nước cho dân sinh hoạt và đàn gia súc. Phương án di rời đàn gia súc cũng đã được các địa phương tính đến, bởi nhiều khả năng trong những tháng tới, nguồn nước cho gia súc uống cũng không còn. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lịch điều tiết nước hồ chứa thủy điện phục vụ sinh hoạt sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2015 đã được thực hiện và tình hình khô hạn ở vùng hạ du phần nào được giảm bớt. Tuy nhiên, theo dự báo, khô hạn sẽ còn kéo dài và những chuyển hướng trong sản xuất để thích nghi với nắng hạn một cách dài lâu là điều mà các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần phải tính đến. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức đến các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng trong việc thực hiện tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sáng ngày 19 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Hành trình năng lượng xanh đi bộ xung quanh Hồ Gươm. Chương trình nhằm gửi đến cộng đồng thông điệp hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường và ứng phó được những tác động của biến đổi khí hậu. Cũng trong sáng ngày 19 tháng 4, triển lãm Năng lượng xanh cũng đã được khai mạc với gần 40 tác phẩm tranh với chủ đề Năng lượng xanh và Năng lượng tái tạo. Tại Việt Nam, vấn đề này được đặt ra trong Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 3.000 hecta rau các loại được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện địa lý, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hoàn toàn có thể trở thành vùng chuyên canh rau sạch đa dạng chủng loại của miền Bắc, khu vực và thế giới, nếu như được đầu tư đúng theo tầm và theo định hướng phát triển bền vững. Điều này cũng phù hợp với chủ trương phát triển xây dựng Tây Bắc trở thành vùng cung ứng nông sản sạch của Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Bắc được công bố gần đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La. Cao nguyên Mộc Châu, huyện cửa ngõ của tỉnh Sơn La, có độ cao trung bình 1.000 mét so với mực nước biển. Khí hậu ôn đới gió mùa, độ ẩm cao, nhiệt độ trung bình ở 24 đến 28 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung với các loại nông sản. Vì vậy, xây dựng nguồn cung nông sản sạch, đặc biệt là rau, đã và đang được các hợp tác xã trong huyện đẩy mạnh thực hiện. Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu cũng đang xúc tiến cái việc là xây dựng cái thương hiệu rau an toàn Mộc Châu. Và Mộc Châu có điều kiện về tự nhiên khí hậu thuận lợi để phát triển trồng các loại rau, hoa, quả ôn đới. Và là một cái điều kiện rất là thuận lợi, và đặc biệt là Thuận Châu, Mộc Châu thì cách Hà Nội là có 200 cây số, thì cái việc vận chuyển rau về Hà Nội cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên, sản xuất các loại rau tại đây cũng như các địa phương khác của vùng Tây Bắc còn gặp nhiều khó khăn vì chưa có quy hoạch hợp lý, công tác phòng trừ dịch bệnh vẫn còn chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, sản lượng, giá cả. Các đơn vị thiếu đất để mở rộng sản xuất các loại rau cao cấp, trong khi điểm xuất phát của nền kinh tế nhiều nơi trong vùng còn thấp, mặt bằng tri thức của đồng bào các dân tộc lại không đồng đều. Với cái trình độ dân trí, với cái điều kiện sản xuất nông nghiệp của đồng bào Mộc Châu, thì với cái ruộng đất của họ, tuy rằng ruộng đất thì trồng một vụ, thế nhưng mà đưa cái rau màu vào thì đòi hỏi cái kỹ thuật. Thế cái kỹ thuật này ấy là không phải một sớm một chiều mà bà con các dân tộc có thể nắm vững được. Cho nên khi mở rộng ra các diện tích là gặp khó khăn. Cái thứ hai, cái chuỗi cung ứng của chúng tôi ấy là cũng gặp không ít những cái trở ngại. Họ cũng bị cạnh tranh bởi các cái loại rau nhập khẩu. Thì Ủy ban tỉnh cũng đã phê duyệt cái quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn. Sở cũng đã chỉ đạo là Trung tâm Khuyến nông là cái đơn vị là thường gần gũi nhất với người nông dân, sẽ thường xuyên là tiến hành là tổ chức tập huấn, hướng phối hợp cùng với chi cục quản lý chất lượng là tổ chức tập huấn hướng dẫn cho người sản xuất là cái quy trình sản xuất rau an toàn. Đồng thời là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để người dân có thể là
khi đã đạt được cái chất lượng về sản xuất rau thì cần phải duy trì và giữ được cái thương hiệu rau mà mình đã dày công xây dựng được. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, Sở đã có chủ trương hướng các hộ trồng rau sạch vào tổ hợp tác để cùng sản xuất theo loại mặt hàng nhất định. Có như vậy mới đảm bảo được chất lượng sản phẩm, nguồn cung ổn định, kiểm soát tốt được các chi phí đầu vào, nhân rộng các mô hình hợp tác xã tiên tiến, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho bà con nông dân vùng cao, giúp bà con ổn định đời sống, an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các vùng biên. Trong phần tiếp theo của chương trình, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đóng góp xây dựng bia ghi danh công lao của các vị vua Triều Trần tại đền Trần Thái Bình. Giải chạy dọc tòa nhà cao nhất Việt Nam lần thứ 3 kết thúc với ngôi vị quán quân thuộc về hai vận động viên người Áo và Australia ở hai hạng mục dành cho nam và nữ. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng 4, lễ cắt băng khánh thành bia ghi danh công lao oanh liệt của các vị vua Triều Trần đã diễn ra tại khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Triều Trần, tỉnh Thái Bình. Các tấm bia được dựng lên nhờ sự chung tay góp sức từ những người con Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 6 tấm bia được viết bằng tiếng Việt và dịch thuật ra tiếng Anh được đặt ở các khu thờ miếu và lăng mộ đền Trần tỉnh Thái Bình là tấm lòng của bà con kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đặc biệt là những người con Thái Bình trên đất Séc cùng đóng góp xây dựng. Với họ, góp một phần sức mình trong công cuộc bảo tồn và phát triển di sản của Việt Nam cũng chính là bảo tồn văn hóa quê hương trong thế hệ con cháu ở nước ngoài. Chúng tôi, những người sinh ra Việt Nam và đang sống và hoạt động ở Séc, rất là trân trọng cái ngày này và nghĩ rằng đây là cái một trong tín hiệu rất là tốt cho cái việc coi như là phát triển văn hóa của Việt Nam tại Cộng hòa Séc và giữ gìn tiếng Việt đối với cộng đồng Việt Nam tại Séc. Vì thế hệ thứ hai cũng có người là biết tiếng Việt nhưng có một số người vì cái điều kiện người ta tiếng Việt chưa hiểu, thì nhưng mà cái việc tiếng Anh đối với thế hệ sau này của chúng ta là không có vấn đề gì, thì có cái tiếng Anh ở đây thì để giúp cho cái thế hệ đó hiểu được lịch sử và có cái trách nhiệm gìn giữ cái di sản của tổ tiên chúng ta để lại. Tham dự lễ đặt bia còn có ông Martin Klepetko, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam. Theo lời chia sẻ của đại sứ, ông rất cảm kích trước việc các doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn dành sự quan tâm về quê hương. Thật là tốt khi mà những tập đoàn lớn, doanh nghiệp thành công của Việt Nam tại Séc luôn dành một phần lãi của mình để bổ tu cho văn hóa, cho lịch sử. Như vậy tôi phải cảm ơn họ vì thứ nhất bằng tiền của, tài sản của mình, họ đã đóng góp cho đất nước. Và thứ hai, họ cũng là những đại diện điển hình xuất sắc của Cộng hòa Séc tại Việt Nam. Góp phần vào công việc tu bổ và quảng bá di tích lịch sử đền Trần tỉnh Thái Bình mới chỉ là khởi đầu trong hoạt động bảo tồn văn hóa của cộng đồng người Việt tại Séc. Tuy nhiên, điều đó cũng đánh dấu sự quyết tâm của những con người xa quê luôn cố gắng đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước. Lần đầu tiên, các khán giả thủ đô Hà Nội đã được thưởng thức âm nhạc đặc trưng của Memphis, vùng đất giàu văn hóa ở miền Trung Tây của nước Mỹ. Tour diễn quảng bá văn hóa và âm nhạc Memphis đã đem 3 nghệ sĩ hàng đầu nước Mỹ với 3 thể loại âm nhạc khác nhau đến Việt Nam biểu diễn. Bởi vậy nên chỉ trong một buổi biểu diễn, các khán giả đã được trải nghiệm từ nhạc blues hay jazz đầy ngẫu hứng cho đến Mexico music vô cùng sôi động. Hãy cùng cảm nhận không khí hào hứng của tour diễn này với các nghệ sĩ Memphis qua phóng sự sau đây. Nhạc blues có nguồn gốc từ những điệu hát của miền Tây châu Phi và được người da đen mang sang Bắc Mỹ, đặc biệt là vùng châu thổ sông Mississippi. Memphis không phải là nơi duy nhất có nhạc blues, song lại là nơi chắp cánh cho dòng nhạc này thăng hoa và cho sự thành công của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới. Đã có 45 năm gắn bó với nhạc blues, Robert coi việc biểu diễn và đem blues đến gần hơn với khán giả toàn thế giới là một nhiệm vụ. Đến Việt Nam lần này để lại cho ông nhiều ấn tượng đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy hào hứng khi giới thiệu dòng nhạc blues đến với khán giả trẻ, giúp họ hiểu thế nào là nhạc blues, và đặc biệt tôi rất cảm động khi thấy các khán giả Việt Nam đã đón nhận tôi. Giai điệu sôi động Guantanamera không xa lạ gì với các khán giả Việt Nam, nhưng cơ hội được xem một nghệ sĩ Mexico biểu diễn trực tiếp như thế này thì không nhiều. Sự cổ vũ và đón nhận nồng nhiệt của khán giả chính là món quà lớn nhất dành cho các nghệ sĩ. That was my goal,
Mục đích của tôi là vậy đấy, giới thiệu nhạc Mexico, mà tôi nghĩ là không nhiều khán giả Việt Nam nghe thể loại nhạc này. Đây là cơ hội thật tuyệt vời để quảng bá âm nhạc của chúng tôi. Thực sự đây là những nghệ sĩ rất là tài năng, với một nhóm nhạc nhưng lại thể hiện với rất nhiều là phong cách âm nhạc khác nhau như rock, Latin và blues, jazz. Mình cảm thấy thực sự là rất là ấn tượng. Các nghệ sĩ hôm nay biểu diễn rất là sung, rất là ấn tượng và cái âm nhạc của họ thì mang đến một cái nhiệt huyết rất là lớn cho những người nghe. Với tour diễn quảng bá văn hóa và âm nhạc Memphis tại Việt Nam lần này, ba nghệ sĩ hàng đầu của nước Mỹ đã có sự kết hợp thành công với các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam, đem tới những buổi biểu diễn đặc sắc ở Hà Nội và Thái Nguyên. Phải nói là các cái đoàn của Hoa Kỳ mỗi khi sang đến trường Đại học Sư phạm Trung ương bao giờ cũng mang lại cho học sinh, sinh viên những khí thế mới trong học tập và trong biểu diễn nghệ thuật. Lần đầu tiên lưu diễn tại Việt Nam, các nghệ sĩ Memphis chia sẻ âm nhạc của cuộc sống là điều mà họ muốn mang tới cho khán giả thông qua những bản nhạc sôi động và thịnh hành nhất hiện nay ở Memphis cũng như trên thế giới. Thưa quý vị, theo các nhà tổ chức, việc đưa đoàn nghệ sĩ Memphis đến Việt Nam biểu diễn không chỉ nhằm tạo cơ hội giao lưu âm nhạc giữa các nghệ sĩ mà còn giúp cho người dân Việt Nam hiểu hơn về văn hóa của Mỹ, kết nối mọi người đến gần nhau hơn thông qua âm nhạc. Ý tưởng của chương trình này cũng như là việc tạo ra một cầu nối âm nhạc giữa người dân Mỹ và Việt Nam đã được bà Judy Pacer, đạo diễn của tour diễn, chia sẻ với phóng viên VTV4. Cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Bà có thể chia sẻ về tour diễn, giới thiệu về văn hóa và âm nhạc Memphis lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Tour diễn này như một giấc mơ đối với tôi. Tôi bắt đầu niềm đam mê âm nhạc từ rất lâu rồi. Tour diễn văn hóa và âm nhạc Memphis giúp tôi thực hiện nhiều ý tưởng. Tôi tin rằng âm nhạc có thể làm thay đổi cuộc sống con người và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhiều năm nay, tôi đã thực hiện điều đó với Trung tâm Văn hóa Dân gian miền Nam tại thành phố Memphis. Đây là lần đầu tiên tôi đem tour diễn tới Việt Nam và hy vọng sẽ đến được nhiều nơi khác trên thế giới. Có điểm tương đồng nào giữa âm nhạc và văn hóa của Memphis với Việt Nam và thu hút các khán giả không, thưa bà? Memphis là một vùng đất tuyệt vời. Các bạn có sông Hồng thì chúng tôi có dòng Mississippi. Các bạn trồng lúa, chúng tôi cũng sản xuất lúa gạo và trồng bông, đều phát triển nông nghiệp. Nhưng theo tôi, cái gắn kết chúng ta lại với nhau chính là tình yêu âm nhạc. Chúng ta đều có các nhạc cụ, đều chơi beatbox, chỉ là cách chơi nhạc khác nhau một chút thôi. Chúng tôi hy vọng sẽ quay lại Việt Nam vào tháng 10 tới với nhiều chương trình biểu diễn hơn, nhiều nghệ sĩ tham gia hơn, nhưng quy mô các buổi biểu diễn sẽ chia nhỏ để các nghệ sĩ chia sẻ chuyên môn dễ dàng hơn với các đồng nghiệp Việt Nam. Bà có cảm nhận như thế nào khi đến Việt Nam lần này, thời điểm mà Việt Nam và Hoa Kỳ đang hướng tới kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao và mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng gần gũi? Ý tưởng đem tour diễn này tới Việt Nam xuất hiện khi tôi biết đây là năm kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Là thế hệ sau, tôi cảm thấy may mắn khi mình được đến Việt Nam để thể hiện tình cảm của mình với nhân dân Việt Nam thông qua âm nhạc. Tôi mời các sinh viên Việt Nam biểu diễn cùng các nghệ sĩ để cho mọi người thấy âm nhạc của chúng ta là đồng điệu. Mọi thứ với chúng tôi cứ như trong mơ vậy. Âm nhạc mà chúng tôi biểu diễn không phải là âm nhạc hàn lâm trong sách vở, mà là hơi thở của cuộc sống đương đại, là những dòng nhạc phổ biến hiện hành của Memphis. Điều chúng tôi mong muốn là giới thiệu các bản nhạc mới, các nghệ sĩ và nền văn hóa đa dạng của Memphis, từ đó kết nối được các nghệ sĩ và khán giả Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn bà và hy vọng lễ hội Memphis sẽ còn trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Và trước khi diễn ra tour diễn quảng bá văn hóa và âm nhạc Memphis, thì khán giả thủ đô Hà Nội cũng đã có dịp thưởng thức các tiết mục đặc sắc trong liên hoan nghệ thuật trình diễn của nghệ sĩ Nhật Bản Seiji Shimoda cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Xuất hiện từ những năm 1990, nghệ thuật trình diễn được coi là không gian phá cách cho các nghệ sĩ Việt Nam bởi tính chất không giới hạn về loại hình, đó có thể là vẽ tranh, điêu khắc hay biểu diễn ngôn ngữ hình thể.
Đây là một trong nhiều tiết mục tại buổi giao lưu trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam. Bằng nhiều phương thức khác nhau, từ ngôn ngữ cơ thể cho tới các dụng cụ quen thuộc như than hay phấn, các nghệ sĩ đã truyền tải những cảm xúc cũng như thông điệp của mình tới khán giả. Tôi thấy các phần trình diễn rất thú vị, bởi vì bạn sẽ không biết chúng sẽ mang lại cho mình cảm xúc như thế nào cho tới khi bắt đầu. Khi mình xem thì mình có những cái ý nghĩa nó cũng rất sâu xa, bởi vì nghệ thuật nó luôn luôn là tiềm ẩn. Có lẽ nói thì hơi dài nhưng mà mọi người sẽ cảm nhận dần ấy. Thì hành động đầu tiên đó là cái đưa ra một ngôn ngữ để cho mọi người nhìn thấy. Thì muốn nói chúng ta nên sống đẹp với nhau. Đặc biệt, buổi giao lưu còn có sự tham gia của nghệ sĩ Seiji Shimoda, người sáng lập Festival Nghệ thuật Trình diễn Quốc tế Nipop. Ông cho biết, ông đánh giá cao khả năng của nghệ sĩ Việt Nam và sẽ tiếp tục tổ chức giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước. Thực ra, có những trải nghiệm mà các bạn phải ra nước ngoài mới có được, không phải những trải nghiệm có được thông qua TV hay Internet. Vì thế, tôi mong muốn đưa các nghệ sĩ Việt Nam sang Nhật Bản để họ tự trải nghiệm qua thực tế. Nghệ sĩ Seiji Shimoda cho rằng những buổi giao lưu như thế này là cơ hội quý để các nghệ sĩ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và khẳng định con đường nghệ thuật riêng của mình trong xã hội. Ngày 18 tháng 4, giải chạy dọc tòa nhà Hà Nội lần thứ 3 đã diễn ra tại tòa nhà Gangnam Landmark cao nhất Việt Nam. 250 vận động viên trong và ngoài nước đã tham gia vào cuộc chạy bộ qua hơn 1.900 bậc thang của tòa nhà để tới với vạch đích ở tầng cao nhất. Đây là một phần của cuộc đua quốc tế tại 8 tòa nhà chọc trời nổi tiếng trên thế giới. 72 tầng với chiều cao 350m, tòa nhà cao nhất Việt Nam cũng là nơi diễn ra giải chạy dọc tòa nhà Hà Nội lần thứ 3 2015. Năm ngoái, kết quả cao nhất là 9 phút 14 thuộc về một người vận động viên người Đức. Vậy thì năm nay hãy xem kỷ lục này có được phá vỡ hay không. 250 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư sẽ cùng vượt qua 1.914 bậc thang của tòa nhà Landmark 72 để chạm tới vạch đích ở tầng trên cùng. Chúng tôi có thí sinh đến từ 24 quốc gia trên khắp thế giới. Điều này rất tuyệt vời vì bất kể họ đến từ đâu, Việt Nam hay nước ngoài, quan trọng là họ sẽ đua cùng nhau. Các vận động viên nam xuất phát đầu tiên. Và Rob Marchand, người Áo, đã chạm vạch đích với thời gian ngắn nhất sau 10 phút 38 giây. Tôi đã có một cuộc đua tuyệt vời. Tôi rất vui. Tôi đã làm tất cả những gì có thể và tôi rất mãn nguyện. Và tiếp theo đó là vòng thi dành cho nữ. Cindy Ray đến từ Úc là quán quân của vòng thi này với kết quả 14 phút 33 giây. Chạy dọc tòa nhà rất khác so với chạy trên đường bằng vì ta phải sử dụng cơ chế giải phóng năng lượng khác. Trong môn này, thể lực quan trọng hơn tốc độ. So với chạy đường bằng thì việc trèo lên thang bộ đòi hỏi ta phải dùng nhiều lực từ đôi chân. Do vậy, thể lực và sức bền là rất quan trọng. Quay trở lại với đỉnh tòa nhà, những vận động viên nghiệp dư cũng đang hoàn thành những bước chạy cuối cùng, tuy với thời gian lâu hơn một chút. Anh cảm thấy thế nào? Khó lắm. Tôi không thích đâu. Tôi không bao giờ làm cuộc thi chạy này một lần nữa. Rất tuyệt vời. Tôi thấy rất khỏe. Mệt. Hết hơi. Nhưng vẫn rất vui. Có những lúc mà lên độ cao như thế thì mình bị thiếu không khí, tai mình bị ù giống như mình máy bay. Nhưng mà lúc đấy thì theo mình nghĩ là mình không được phép bỏ cuộc. Giải chạy dọc tòa nhà Hà Nội 2015 là một phần của cuộc đua dọc tòa nhà thế giới 2015, bao gồm 8 giải chạy tại những công trình kiến trúc chọc trời nổi tiếng thế giới, hội tụ hàng ngàn người yêu thích môn thể thao này. Ở phần cuối chương trình thời sự, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần vừa qua. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Na Uy nhằm trao đổi các phương hướng và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư và các lĩnh vực như thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, kinh tế biển, dầu khí và đóng tàu.
Ngoài ra, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch Tự do châu Âu EFTA trong năm 2015, thúc đẩy hợp tác hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đồng thời xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn sau năm 2015. Chiến lược phát triển công nghiệp ô tô vừa được phê duyệt chưa có đủ thời gian để chứng minh hiệu quả, thì Việt Nam lại đứng trước áp lực giảm thuế nhập khẩu về 0% trong vòng 3 năm tới. Kế hoạch này đang gặp thách thức lớn khi các hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ATIGA cho phép xe nhập khẩu từ các nước trong khu vực được hưởng thuế 0% khi vào Việt Nam năm 2018. Sau 20 năm được bảo hộ, ngành ô tô chỉ còn khoảng 3 năm chuẩn bị để đương đầu với các nhà sản xuất xe lớn ở trong khu vực. Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi đang đưa ra hai phương án để lấy ý kiến người dân. Thứ nhất là không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính tại Việt Nam như từ trước đến nay. Thứ hai là cho phép thực hiện, nhưng chỉ trong một số trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mặc dù không cho phép thực hiện việc chuyển đổi giới tính, nhưng đến nay có khoảng 1.000 người Việt đã ra nước ngoài chuyển đổi giới tính và về sống ở trong nước. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Y tế, thì nếu thông qua, cũng cần phải có những quy định hết sức chặt chẽ. Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer Nam Bộ mang ý nghĩa đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi tương tự như Tết Nguyên Đán của người Việt, với hy vọng năm mới đến sẽ đem lại những điều may mắn. Ngoài ra, Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước dồi dào để chuẩn bị cho vụ mùa tới. Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây diễn ra từ 14 đến ngày 16 tháng 4 2015. Đi đến những khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống trong những ngày Tết, chúng ta sẽ bắt gặp không khí náo nhiệt của bà con chuẩn bị Tết cổ truyền của mình, đặc biệt là các hoạt động diễn ra trên chùa với các nghi thức tắm Phật, đắp núi cát với mong ước cầu siêu cho người thân đã mất được siêu thoát. Đến đây chương trình thời sự xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.